Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình học và giải các bài tập có trong bài 34 Em làm được những gì? Bài học của chúng mình có ở trang 78, sách giáo khoa toán lớp 5, tập 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Bây giờ sẽ là bài tập đầu tiên, bài 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Để làm được bài tập này thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên. Sau đó đếm xem trong phần tập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Phép tính đầu tiên, 8 x 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 8 x 2 bằng 16, thêm 3 bằng 19, viết 19. Phần thập phân của thừa số thứ nhất có một chữ số, vậy chúng ta sẽ dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái. 2,4 x 8 bằng 19,2. Phép tính thứ hai, 2 x 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 x 5 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 11. 4 x 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 4 x 5 bằng 20, thêm 2 bằng 22. Hạ 4, viết 4. 1 cộng 8 bằng 9, viết 9. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. Hạ 2, viết 2. Phần thập phân của hai thừa số có tất cả là hai chữ số. Chúng ta sẽ dùng dấu phẩy tách ra ở tích hai chữ số kể từ phải sang trái. 5,7 x 4,2 bằng 23,94. Phép tính thứ 3. 6 x 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 6 x 1 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 3 x 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 x 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. 0 x 4 bằng 0, viết 0. 0 x 1 bằng 0, viết 0. Hạ 4, viết 4. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 cộng 0 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. Hạ 0, viết 0. Phần thập phân của hai thừa số có 3 chữ số. Chúng ta sẽ dùng dấu phẩy tách ra ở tích 3 chữ số kể từ phải sang trái. 1,4 x 0,36 bằng 0,504. Phép tính cuối cùng. 5 x 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 x 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3. 7 x 6 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 7 x 0 bằng 0, thêm 4 bằng 4, viết 4. 0 x 6 bằng 0, viết 0. 0 x 0 bằng 0, viết 0. Hạ 0, viết 0. 3 x 2 bằng 5, viết 5. 4 cộng 0 bằng 4, viết 4. Hạ 0, viết 0. Phần thập phân của hai thừa số có 3 chữ số. Chúng ta sẽ dùng dấu phẩy tách ra ở tích 3 chữ số kể từ phải sang trái. 0,6 x 0,75 bằng 0,450. Bài 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Xét phần đề bài đã làm mẫu. 0,3 x 50 bằng 0,3 x 10 x 5 bằng 3 x 5 bằng 15. Vậy với bài tập này thì chúng ta sẽ giữ nguyên thừa số thứ nhất. Đối với thừa số thứ hai, chúng ta sẽ phân tích thành một tích sao cho xuất hiện 10, 100 hoặc 1.000 hoặc xuất hiện 0,1, 0,01, 0,001. Sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1.000, 0,1, 0,01, 0,001 để thực hiện phép tính. Phần A, 0,7 x 40 bằng 0,7 x 10 x 4 bằng 7 x 4 bằng 28. 0,7 x 0,4 bằng 0,7 x 0,1
nhân 4 bằng 0,07 nhân 4 bằng 0,28. Phần B, 0,6 nhân 700 bằng 0,6 nhân 100 nhân 7. Bằng 60 nhân 7. Bằng 420. 0,6 nhân 0,07 bằng 0,6 nhân 0,01 nhân 7. Bằng 0,006 nhân 7. Bằng 0,042. Phần C, 0,3 nhân 8.000 bằng 0,3 nhân 1.000 nhân 8. Bằng 300 nhân 8. Bằng 2.400. 0,3 nhân 0,008 bằng 0,3 nhân 0,001 nhân 8. Bằng 0,0003 nhân 8. Bằng 0,0024. Bài 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta điền số. Để làm được bài tập này thì chúng ta cần dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo thể tích và đơn vị đo diện tích để làm. Phần A, vì 1 km thì sẽ bằng 1.000 m, nên 12,5 km sẽ bằng 12,5 nhân 1.000 bằng 12.500 m. Phần B, 1 lít bằng 1.000 ml, vậy 4,2 lít sẽ bằng 4,2 nhân 1.000 và bằng 4.200 ml. Phần C, 2,7 mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông? Vì 1 mét vuông sẽ bằng 10.000 cm vuông, nên 2,7 mét vuông sẽ bằng 2,7 nhân 10.000 và bằng 27.000 cm vuông. Bài 4. Phần A. Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức. Phần A. 8,5 nhân mở ngoặc 2,6 cộng 7,4 đóng ngoặc. Đây là một biểu thức có chứa dấu ngoặc nên chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước. Giá trị biểu thức sẽ bằng 8,5 nhân 10 bằng 85. Biểu thức thứ hai của phần A là 8,5 nhân 2,6 cộng 8,5 nhân 7,4. Đây là một biểu thức có chứa dấu cộng và dấu nhân, vậy chúng ta cần thực hiện các phép tính có chứa dấu nhân trước. Biểu thức sẽ bằng 8,5 nhân 2,6 bằng 22,1. Cộng 8,5 nhân 7,4 bằng 62,9. Bằng 85. Vậy chúng ta thấy giá trị của hai biểu thức bằng nhau.
Chúng ta xét tiếp hai biểu thức tiếp theo. Ta có biểu thức 1,7 nhân 14,3 trừ 17 nhân 4,3. Biểu thức này có chứa dấu nhân và dấu trừ. Chúng ta cần thực hiện phép tính có chứa dấu nhân trước. Giá trị biểu thức sẽ bằng 1,7 nhân 14,3 bằng 24,31 trừ 17 nhân 4,3 bằng 7,31 bằng 17. Biểu thức thứ hai, 1,7 nhân mở ngoặc 14,3 trừ 4,3 đóng ngoặc bằng. Biểu thức này có chứa dấu ngoặc nên chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước. 1,7 nhân 10 bằng 17. Vậy chúng ta thấy rằng giá trị của hai biểu thức cũng bằng nhau. Qua phần tính và so sánh giá trị của các biểu thức, chúng ta rút ra được một nhận xét như sau. Đó là A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc sẽ bằng A nhân B cộng A nhân C. Và A nhân mở ngoặc B trừ C đóng ngoặc sẽ bằng A nhân B trừ A nhân C. Chúng ta sẽ áp dụng hai tính chất này để có thể làm tốt bài tập ở phần B tính bằng cách thuận tiện. Biểu thức đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng tính chất thứ nhất, 0,92 nhân 4,2 cộng 0,92 nhân 5,8 bằng 0,92 nhân mở ngoặc 4,2 cộng 5,8 bằng 0,92 nhân 10 bằng 9,2. Biểu thức thứ hai, chúng ta sẽ áp dụng tính chất thứ hai, 7,3 nhân 1,6 trừ 7,3 nhân 0,6 bằng 7,3 nhân mở ngoặc 1,6 trừ 0,6 bằng 7,3 nhân 1 và vẫn bằng 7,3. Bài 5. Đây là một bài toán có lời văn, chúng ta có đề toán như sau. Một vùng trồng lúa dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,2 km, chiều rộng 0,7 km. Phần A, diện tích của vùng trồng lúa là bao nhiêu hecta? Để trả lời được câu hỏi của phần A, chúng ta sẽ áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, đó là chúng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Kết quả sẽ được tính theo đơn vị là km vuông. Sau đó chúng ta sẽ đổi từ km vuông sang đơn vị là hecta. Phần A, diện tích của vùng trồng lúa là 1,2 nhân 0,7 bằng 0,84 km vuông. Không phẩy tám mươi bốn km vuông sẽ bằng 84 hecta. Phần B, năng suất lúa trung bình của vùng này là 6,2 tấn trên mỗi hecta. Hỏi sản lượng lúa của cả vùng là bao nhiêu tấn? Chúng ta sẽ tính được sản lượng lúa của cả vùng bằng cách là lấy diện tích của vùng trồng lúa chúng ta vừa tìm được ở phần A nhân với năng suất lúa trung bình của vùng.
Sản lượng lúa của cả vùng là... Tám mươi bốn nhân 6,2 bằng 520,8 tấn. Đáp số. Phần A 84 hecta. Phần B 520,8 tấn. Và bài tập số 5 cũng là bài tập cuối cùng có trong bài 34, em làm được những gì? Hy vọng rằng các em đã có một giờ học bổ ích. Chúng mình hãy tiếp tục truy cập vào trang web lờidạyhay.com để theo dõi các bài giảng chi tiết khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào những video bài giảng tiếp theo.